Vâng, quý khán thính giả đến với kênh tin tức của Song TV. Kính thưa quý khán thính giả, ông Putin bất ngờ phát biểu về Biển Đông. Trung Quốc mừng hay lo từ trước tới nay? Đằng sau mối quyết sách đối ngoại của Điện Kremlin là những luận điểm được thể hiện vô cùng sắc nét và cụ thể qua từng tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Từ cách ông can thiệp vào những xung đột trên thế giới đến những việc ông điều hành đất nước, ông Putin đều khiến người ta tốn nhiều giấy mực để phân tích. Mới đây, người đứng đầu Điện Kremlin đã có bài phát biểu rất đáng chú ý về tình hình Biển Đông và mối quan hệ với Trung Quốc. Theo đó, phát biểu ở phiên họp toàn thể tại khuôn khổ sự kiện tuần lễ năng lượng Nga mới đây, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nêu quan điểm về vấn đề Biển Đông. Trước hết, Tổng thống Putin đã đánh giá rằng Trung Quốc là một nền kinh tế hùng mạnh và có thể thực hiện các mục tiêu của mình mà không cần sử dụng vũ lực. Trung Quốc là một nền kinh tế khổng lồ, hùng mạnh, và Trung Quốc đang nổi lên là nền kinh tế hàng đầu thế giới về sức mua, tương đương vượt qua Mỹ. Không thấy khả năng Trung Quốc đại lục sẽ sử dụng vũ lực để giải quyết tình hình với Đài Loan. Cũng trong phát biểu về vấn đề Biển Đông, ông Putin nêu quan điểm lập trường của Liên bang Nga là cần tạo cơ hội cho tất cả các nước trong khu vực, không có sự can thiệp của các cường quốc ngoài khu vực, giải quyết mọi tranh chấp, phát sinh bình tĩnh trong quá trình đàm phán dựa trên các quy định cơ bản của luật pháp quốc tế. Tân Hoa Xã đăng tải bản tin về cuộc điện đàm giữa ông Putin và Tập Cận Bình. Chủ tịch nước Trung Quốc cũng có đề cập đến vấn đề Biển Đông. Trong đó, bản tin nêu, ông Putin cho biết Nga kiên quyết tuân thủ chính sách một Trung Quốc, kiên quyết ủng hộ các lập trường hợp pháp của Trung Quốc trong việc bảo vệ các lợi ích cốt lõi trong các vấn đề liên quan đến Đài Loan, Hồng Kông, Tân Cương và Biển Đông, đồng thời kiên quyết phản đối bất kỳ thế lực bên ngoài nào can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc. Việc bản tin dùng cụm từ lập trường hợp pháp của Trung Quốc trong việc bảo vệ các lợi ích cốt lõi đồng nghĩa với việc Nga ủng hộ các quan điểm của Trung Quốc về vấn đề ở Biển Đông. Thế nhưng, trả lời vừa nêu trong một cuộc họp báo diễn ra đầu tháng 9, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga vẫn khẳng định lập trường của Moscow nhất quán và không thay đổi là giữ lập trường trung lập và không đứng về bên nào trong tranh chấp Biển Đông. Đây có thể xem là cách Moscow bác bỏ thông tin do Tân Hoa Xã đăng tải ngày 26 tháng 8. Mặc dù vậy, Moscow không ủng hộ sự can thiệp từ bên ngoài. Khi đó, đại diện Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố quan điểm của nước này: chúng tôi về vấn đề này là nhất quán và không thay đổi. Nga không phải là một bên trong các tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông. Về nguyên tắc, Nga không đứng bên nào. Chúng tôi cho rằng các cuộc tham vấn và đàm phán thích hợp nên được tiến hành bởi các bên liên quan trực tiếp theo hình thức do họ xác định. Điều chính yếu là chúng tôi coi nỗ lực của các lực lượng ngoài khu vực can thiệp vào việc giải quyết của các vấn đề trong lãnh thổ ở Biển Đông là phản tác dụng. Có thể thấy quan hệ Nga-Trung dựa trên mong muốn lẫn nhau về việc đẩy lùi tầm ảnh hưởng của Mỹ và châu Âu ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Nga cần thị trường để xuất khẩu năng lượng, đặc biệt là khí đốt. Trung Quốc đã ký các thỏa thuận lớn để nhập khẩu khí đốt của Nga. Bắc Kinh cũng là thị trường lớn nhập khẩu vũ khí và công nghệ Nga. Tuy nhiên, lợi ích của Nga và Trung Quốc không phải lúc nào cũng đồng nhất với nhau. Nga nghi ngờ sáng kiến một vành đai, một con đường của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chỉ là chiến lược mở rộng ảnh hưởng sang Trung Á. Moscow cũng đứng trước khó khăn trong việc cân bằng quan hệ Trung Quốc và quan hệ truyền thống với Ấn Độ, Việt Nam. Căng thẳng như vậy đã ảnh hưởng đến lập trường của Nga ở Biển Đông. Đầu tiên, Nga nói không đứng ở bên nào trong tranh chấp và ủng hộ tự do hàng hải, hàng không và giải quyết hòa bình, tranh chấp trực tiếp giữa các bên liên quan dựa trên cơ sở luật pháp quốc tế. Tuy nhiên, Nga đồng thời đã phản đối bên thứ ba ngoài khu vực can thiệp vào tranh chấp, bởi theo ông Putin, điều này sẽ chỉ làm tổn thương cách giải quyết vấn đề gây bất lợi và phản tác dụng. Ông Putin cũng ủng hộ lập trường Trung Quốc về phán quyết của tòa trọng tài thường trực với lý do Trung Quốc không tham dự hoặc quan điểm của Trung Quốc không được xem xét tại tòa. Tổng thống Nga diễn giải, đây là vấn đề quy tắc theo điều 9 phụ lục 2 của Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển, chứ không liên quan đến chính trị. Tuy nhiên, hành động ngang ngược của Trung Quốc ở Biển Đông đe dọa đến tự do hàng hải, hàng không của các tàu thuyền và máy bay trong khu vực. Có thể hiểu là ông Putin ủng hộ tự do hàng hải đối với hải quân Nga, nhưng không quan tâm nếu Trung Quốc gây khó dễ đối với Mỹ. Mặc dù Nga-Trung càng ngày càng gần gũi hơn trong những năm qua, cả hai đều thận trọng và không sử dụng từ đồng minh khi nhắc đến quan hệ chính trị và quân sự. Mối quan hệ đồng minh thường nhằm vào bên thứ ba và thể hiện sự cam kết hành động chung trong trường hợp cụ thể như một đợt tấn công nhằm vào một trong những các bên. Rõ ràng quan hệ đồng minh giữa Nga và Trung Quốc nếu tồn tại là nhằm chống lại Mỹ và đồng minh của Mỹ. Điều này có thể dẫn đến một cuộc chiến tranh lạnh mới. Khi đó, các nước thành viên ASEAN sẽ chịu sức ép trong việc phát triển mối quan hệ nhằm tăng cường an ninh quốc gia. Cuối cùng,
quan hệ đồng minh Nga-Trung nhiều khả năng sẽ kích động các cuộc chạy đua vũ trang toàn cầu, làm gia tăng căng thẳng, đe dọa đến xung đột, đặc biệt là ở Biển Đông và Biển Hoa Đông. Nga và Trung Quốc sẽ tiếp tục hợp tác với nhau trong lĩnh vực phù hợp, phối hợp hành động và hợp tác về vấn đề an ninh và chiến lược, ảnh hưởng đến các bên. Phát biểu mới đây của ông Putin được đưa ra trong bối cảnh Hải quân Trung Quốc và Nga đang tiến hành tập trận hải quân chung trên biển Nhật Bản từ ngày 14 đến ngày 17 tháng 10. Tham gia tập trận, về phía Trung Quốc có lực lượng hải quân ở các khu miền Đông, miền Nam và miền Bắc, các tàu khu trục tên lửa dẫn đường mới như Công Minh, Nam Sương, Tân Châu và Liễu Châu, tàu tiếp liệu tích hợp Hồ Đông Bình và các máy bay tuần tra chống ngầm cánh cố định, máy bay trực thăng, tàu sân bay. Về phía Nga có tàu chiến chống ngầm Dodok Panchalet, các tàu hộ vệ hay tàu quét mìn, tàu ngầm USS Boteres, tàu tên lửa và tàu kéo cứu hộ. Cuộc tập trận bao gồm hoạt động phối hợp chiến thuật cơ động hỗ trợ chống mìn, bắn pháo vào mục tiêu trên biển, tìm kiếm và ngăn chặn tàu ngầm giả định của đối phương. Phía Trung Quốc cho biết đây là lần đầu tiên nước này điều máy bay tác chiến chống ngầm và tàu khu trục có tải trọng là hơn 10.000 tấn đến tập trận ở nước ngoài. Mới đây, nhân kỷ niệm ngày Tòa trọng tài quốc tế ra phán quyết vụ kiện của Philippines với Trung Quốc, hai học giả Nga là tiến sĩ Alexander Karalov và tiến sĩ Irina Senikova đã có bài viết đăng tải trên Internet, trong đó họ bác bỏ các lập luận sai trái của Trung Quốc trong các vấn đề về Biển Đông. Bài viết nêu kết quả trong vụ kiện của Philippines với Trung Quốc với các yêu sách của nước này ở Biển Đông. Theo đó, Tòa trọng tài quốc tế phán quyết rằng các yêu sách của Trung Quốc đối với quyền lịch sử và quyền tài sản của nước này đối với các khu vực ở Biển Đông là trái với Công ước Luật pháp Biển 1982, là bất hợp pháp và vượt qua ranh giới địa lý và thực chất của các quyền của Trung Quốc. Theo đó, các quyền lịch sử được Trung Quốc sử dụng như một công cụ pháp lý trong tranh chấp về quyền sở hữu các vùng lãnh thổ của Biển Đông chỉ được coi là tập quán pháp lý. Tuy nhiên, tập huấn này chưa được coi là một mùa luật, bởi Trung Quốc đã không thể cung cấp bất kỳ bằng chứng nào về việc áp dụng lâu dài và có hệ thống của tập quán này. Bài phân tích khẳng định, các lý lẽ của Trung Quốc sử dụng không được phản ánh trong các quy tắc của luật pháp quốc tế và do đó không thể được coi là lý do biện minh cho việc không thi hành phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế. Bài viết cũng khẳng định, Công ước Luật Biển 1982 có tính ràng buộc và là nguồn luật tối cao về pháp lý quốc tế đối với tất cả các bên ký kết, trong đó có cả Trung Quốc. Bài viết nêu quan điểm và phản ứng của ASEAN trước các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đối với các vùng Biển Đông, cũng như cách gọi là quyền lịch sử của Trung Quốc. Các tác giả nhấn mạnh, các nước ASEAN đã tích cực thảo luận về vấn đề cần thiết phải đàm phán để xây dựng một bộ quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông. Về quan điểm ràng buộc pháp lý như lập trường của một số quốc gia ASEAN hay quan điểm phiến diện như Trung Quốc mong muốn, hệ quả của việc trì hoãn bộ quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông đã gây ra xung đột pháp lý quốc tế ở khu vực này hơn 10 năm. Vai trò của luật pháp quốc tế trong giải quyết tranh chấp giữa các bên ở Biển Đông bao gồm Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, khẳng định Công ước có tính ràng buộc pháp lý cao nhất cho tất cả các bên ký kết, cũng như phán quyết ngày 12 tháng 7 năm 2016 của Tòa trọng tài quốc tế. Kính thưa quý khán thính giả, các bạn có suy nghĩ gì về diễn biến diễn ra trên Biển Đông? Hay đây là ý kiến của các bạn dưới phần bình luận. Bản tin của kênh Sóng TV đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Đừng quên like, chia sẻ và đăng ký kênh để tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất tiếp theo trên kênh của chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.